Thảo luận về dự án luật căn cước công dân, các đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa luật. Tuy nhiên thì cũng lưu ý cơ quan soạn thảo cần làm rõ tính hợp lý của 24 nhóm thông tin của công dân được thu thập, tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước hết, chúng tôi đánh giá rất băn khoăn với quy định trong dự thảo luật về việc ngoài 24 trường dữ liệu thu thập thì sẽ thu thập tích hợp cả những thông tin khác của công dân mà được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc quy định này, bởi trên thực tế cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cũng nhận thấy là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bên cạnh cái mục đích là để phục vụ quản lý nhà nước thì nó có một cái mục đích rất là quan trọng, đấy là để giúp cho người dân để trong các cái giao dịch, trong các thủ tục hành chính có thể được tiến hành ở bất cứ địa điểm nào mà không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Tuy nhiên là những cái thông tin này thì nó liên quan trực tiếp đến các thông tin của công dân, trong đó có cả những cái thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của công dân. Do vậy chúng tôi xin đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để quy định cụ thể những cái thông tin của công dân này ngay ở trong luật, mà không nên thể hiện như trong dự thảo là các cái thông tin khác của công dân mà được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Là ngoài 23 nhóm thông tin cụ thể theo khoản 24 điều 10 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn có thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của chính phủ. Theo tôi, thông tin khác ở đây là thông tin gì thì cũng cần quy định ngay trong luật, tránh việc đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư những thông tin không cần thiết dẫn đến khó kiểm soát. Tán thành với quy định các chủ thể được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, ý kiến đại biểu cho rằng các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rất rộng, trong đó có những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của công dân. Do đó đề nghị rà soát và quy định cụ thể về phạm vi thông tin mà từng chủ thể được khai thác theo nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chủ thể.